các bạn hôm nay cùng vào bếp với mình để nấu tôm hùm các bạn nhá. Lobster. Let's go. Tôm hùm sốt me và tôm hùm sốt bơ và tôm hùm xào hành gừng. Rồi các bạn làm cùng mình nhá. Bây giờ mình sẽ đi rửa con tôm hùm này. Bên kia mình đã chuẩn bị nước sôi rồi các bạn nhé. Bây giờ mình đi rửa nó. Rửa mấy con tôm hùm này. Thấy rõ bên kia là mình đã đặt nồi nước sôi rồi. Mình hấp trước. Mình không chiên các bạn ạ. Mình không thích chiên. Mình hấp cho chín xong mình gỡ thịt ra. Mình gỡ thịt ra rồi bắt đầu mình xào nó. Mình cho nhiều lắm dầu. Nhàn hơn các bạn ạ. Thì mình chỉ việc rửa xong rồi hấp chín. Rồi lột nó ra lấy ruột xong rồi xào thôi. Mình nhanh hơn. Mình rửa sạch này. Nếu mà mình làm cái kia mình chặt từng miếng ra. Món tôm hùm có rất nhiều kiểu nấu các bạn. Càng nó buộc hết rồi nên mình không sợ lắm. Nước sôi rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình cho lên hấp này. Còn 6 con nữa ở bên trong kia. Các bạn này được rồi nhé.
mình cứ hấp nó chín đỏ, nó đỏ là được. Mình chỉ cần vậy thôi, đừng chín kỹ quá, mình còn xào nữa. Rồi. Rồi, được một mâm rồi nhé các bạn nhé. Lọc lốt hai con này là xong. Chúng ta lột vỏ. Đó. Cực không? Chỉ cực người làm thôi. Người ăn là sướng, không phải động tay động chân gì hết. Chà chà. Mình lột xong một khay rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình bóc vỏ. Đây, bẻ từng cái cà mồi ra. Rồi, bây giờ mình bóc vỏ này. Bạn nguyên con tôm hùm này nhá, bạn nhìn là bẻ càng, bẻ đầu của nó. Rồi, bạn lấy cái đĩa này, bạn xâm vào chỗ này, đấy, xâm vào đây này. Dễ không các bạn? Đây là kinh nghiệm đi ăn lobster buffet nhiều nên là biết đấy. Nhìn cái mã to rồi đúng không? Thịt đâu mấy đâu. Dưới sàn nhà nhé các bạn nhé. Mình chuẩn bị có cái thớt này và cái khăn để mình đậy vào, ghè cho đỡ bắn đấy. Cứ cái nào mà khó mấy đâu á, bạn lấy lại múa lại ghè lại nữa là nó được. Phần đầu thì mình cắt dọc ra, cắt đôi ra. Trứng rồi. Thank you.
tròn một. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi xào thôi. Món thứ nhất. Đây, các bạn vừa kéo. Các bạn cắt mình nó ra làm đôi này nhé. Mình cắt khuyên nhưng mà chắc cắt khuyên không nhiều bằng như này nó đẹp hơn và nó nhiều hơn, nhiều thịt đầy hơn, đầy đặn hơn. Nên là mình quyết định cắt dọc. Mình lấy kéo cắt dọc ra đấy các bạn. Rồi được như này nhé. Rồi bắt đầu chúng ta xào. Món thứ nhất, hành gừng. Chiên qua để mấy màu thôi nhé các bạn nhé. Cái món mặt mẻ chiên qua một tí là chiên cái màu này, chiên cái màu nó lên đẹp đấy. Đây là nước sốt có bột năng với cả dầu hào nhé các bạn nhé. Cuối cùng các bạn nhờ
hạt tiêu. Xong rồi, ta ra. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm luôn á. Đây là món đầu tiên nhá. Mình đã ra lò món đầu tiên. Rồi bây giờ đi rửa chảo để nấu món kế tiếp. Rồi đĩa thứ hai là món tỏi bơ nhá các bạn nhá. Này thì mình không có mắm nha các bạn nhé. Cái xào hành mình vừa rồi là mình cho mắm, còn trong này là mình chỉ bơ cái tỏi thôi, thì mình không lấy. Nếu các bạn ăn chơi thì các bạn làm nhạt thôi nhé các bạn nhé, đừng cho nhiều quá, mình cho từ từ để mình nếm xem cái món nó vừa với khẩu vị gia đình mình ăn chưa. Mình cũng cho mặn tay nếu mà các bạn ăn chơi, nếu bạn ăn cơm thì các bạn cho mặn lên tùy theo cái khẩu vị của nhà các bạn, mình thì ăn nhạt thôi. Rồi xong rồi đó, rồi tắt bếp, mình cho hạt tiêu vào. Thơm lắm. Xào món cuối cùng. Giờ mình lại rửa chảo
nước me. Đây, me mình đã sẵn nước, đun nước sẵn như này. Dạ vâng, dạ vâng. Đấy, hột với vỏ ra nữa. Lọc đi. Thì mình lau đi. Làm cho nhà ăn mà đâu cần phải đẹp đâu, đúng không? Đây là món hành gừng, đây là món bơ tỏi. Rồi tiếp tục bây giờ đang món chuẩn bị nấu món sốt me. Cho ít thôi nha các bạn nhé, đừng cho nhiều quá. Năng nhé các bạn, bột gì cũng được. Nếu mà các nhà các bạn có bột gì các bạn cho vào. Đây là cho chế dầu nào ấy các bạn. Cho sức me vào các bạn nhé. Mình máy đều lên rồi dưới nó có bột. Cho một ít một ở xem lên nó xem nó chưa như nào đã. Cho chút xíu đường vào nhé các bạn nhé. Thì làm bột me thì làm bằng me, cho chút xíu đường để cho nó dễ đi gắp. Còn mấy món kia là mình không cho một chút xíu đường nào hết á. Món này là mình có nhiều. Tất nhiên là phải cho cay vào nữa, nhưng mà thì mấy bé nhà mình mất ngon. Chỉ mình ăn mình ăn ở ngoài thôi. Chứ là nghe món này là mình cho một chút ớt vào nữa. Như là đúng.
vô. Xong rồi các bạn. Mình tắt bếp. Xong ba món nha. Rồi bây giờ mình là xào cái xào qua cái đầu một tí cho bơ với cho hành vào để xào đầu nữa. Rồi giờ mình chiên sơ rồi đấy. Mỗi một món là mình chèo chiên sơ cái đầu trước rồi đấy. Bây giờ là mình xào qua cái đầu nhá. Bơ với tỏi với hành. Một tay cầm hay một tay cầm máy và một tay bê này. Nóng quá. Mình đảo qua cái này, mình lắc qua cái đầu thôi. Cho nó thơm thôi. Cho bơ vào. Xong rồi các bạn nhá. Đây là cái đầu của nó. Đây là món tôm hùm xào hành gừng. Đây là món sốt me. Và đây là món bơ tỏi. Và đây là cái đầu. Mời các bạn nha. Mình đã xong rồi nha các bạn nha. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký kênh cho mình và bấm nút like và subscribe và chia sẻ kênh video của mình nhé các bạn nhé. Và chia sẻ các video của mình. Rồi, chào tạm biệt các bạn.